Chắc chắn thông tin huấn luyện viên Jurgen Klopp bất ngờ tuyên bố sẽ rời Liverpool ngay khi mùa giải năm nay kết thúc sẽ đứng top 1 danh sách tìm kiếm trong ngày hôm nay. Đó thực sự là thông tin gây sốc, qua đó cũng dấy lên những tin đồn cũng như dự đoán bến đỗ tiếp theo của vị thuyền trưởng cá tính này. Trong khi ấy, Erik ten Hag dù vẫn đang giữ khá chắc ghế tại Manchester United, thế nhưng vấn đề chuyển nhượng của Quỷ Đỏ với nhiều hạn chế do bị luật công bằng tài chính sờ gáy đã và đang khiến thầy 10 khóc không thành tiếng. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết những sự kiện đầy thú vị ấy qua bản tin chuyển nhượng hôm nay các bạn nhé. Huấn luyện viên Ancelotti xác nhận việc Benzema trở lại Real Madrid. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho biết những thông tin Karim Benzema trở lại Real Madrid là không đúng sự thật. Karim Benzema chia tay Real Madrid vào cuối mùa giải 2022-23. Benzema khoác áo Real Madrid từ năm 2009 khi tiền đạo người Pháp mới 21 tuổi. Ở tuổi 36, anh đã tìm thử thách mới ở Trung Đông trong màu áo của Al Ittihad. Tuy nhiên, không lâu sau khi thi đấu ở Ả Rập Xê Út, Benzema đã có những mâu thuẫn với đội bóng này và đang tìm đường rời khỏi Al Ittihad. Một số báo cáo từ Tây Ban Nha những ngày qua cho rằng Real Madrid có thể chiêu mộ trở lại Benzema, nhưng rất nhanh chóng, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã bác bỏ khả năng đó. Chiến lược gia người Italia cho biết, thông tin Karim Benzema trở lại Real Madrid là giả, đó là tin giả. Tôi đã không nói chuyện với câu lạc bộ về Karim Benzema và khả năng trở lại của cậu ấy. Và lúc này, Kênh Trắng đang tập trung vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, thời điểm họ sẽ dốc lực để chiêu mộ Kylian Mbappe theo dạng chuyển nhượng tự do. Thậm chí vì Mbappe, tờ Sport cho biết là Real Madrid sẵn sàng chia tay cầu thủ chạy cánh Vinicius Junior. Arsenal sắp đón viên ngọc quý tại giải hạng nhất Anh. Theo nhà báo David Ornstein của The Athletic, Arsenal là một trong những câu lạc bộ hâm mộ tiền vệ Kieran Dewsbury-Hall của Leicester City. Trong một nỗ lực để trở lại cuộc đua tại Premier League, người ta hiểu rằng Arsenal cần bổ sung lực lượng trong tháng 1, nhất là ở khu vực giữa sân. Nhà báo David Ornstein tiết lộ, pháo thủ đang để mắt đến tiền vệ Kieran Dewsbury-Hall của Leicester City. Tuy nhiên, Brighton mới nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu trong việc lấy chữ ký của cầu thủ này. Mặt khác, Brentford và Fulham cũng rất quan tâm đến ngôi sao của Leicester, người đã ghi 9 bàn thắng và có 9 đường kiến tạo sau 27 lần ra sân ở Championship mùa này. Việc chuyển đến Arsenal vẫn có thể hấp dẫn Dewsbury Hall vì cơ hội chơi ở Champions League có thể thu hút tiền vệ sinh ra ở Leicester. Pháo thủ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và hy vọng không có câu lạc bộ nào ký hợp đồng với Dewsbury Hall trong tháng này. Leicester muốn có khoảng 30 triệu bảng từ việc ra đi của tiền vệ sinh năm 1998. Những hạn chế của luật công bằng tài chính khiến Arsenal không thể mạnh tay vào lúc này, nhưng ở mùa giải tới, họ sẵn sàng dọn đường để đón Dewsbury Hall. Erik ten Hag thừa nhận Man United đang bị luật công bằng tài chính báo hại. Trao đổi trong cuộc họp báo trước trận gặp Newport County, huấn luyện viên Erik ten Hag đã lên kế hoạch về chiêu mộ thêm tiền đạo. Huấn luyện viên Erik ten Hag khẳng định sự vắng mặt của Anthony Martial sẽ tạo ra một lỗ hổng trong đội hình Manchester United. Tuy nhiên, luật công bằng tài chính lại không cho phép đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ thêm tiền đạo trong phiên chợ đông. Chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ, tôi đã xem xét việc ký hợp đồng với một tiền đạo, nhưng không còn khoảng trống trên FFP, luật công bằng tài chính, để làm điều gì đó đối với việc thiếu hụt nhân sự ở vị trí tiền đạo. Tất nhiên, chúng tôi có Rashford, người có thể chơi ở vị trí tiền đạo. Tôi nghĩ chúng tôi cũng có một số lựa chọn thay thế khác, các cầu thủ sáng tạo. Nhưng rõ ràng, giờ đây Martial phải nghỉ thi đấu vài tuần hoặc là vài tháng. Đó là một khoảng trống trong đội hình của chúng tôi. Hiển nhiên sẽ có những quan điểm cho rằng Manchester United nên chiêu mộ thêm tiền đạo theo dạng cho mượn. Song ở thời điểm hiện tại, sẽ rất khó khăn để họ hỏi mượn một tiền đạo hàng đầu bởi đang có rất ít những số 9 chất lượng trên thị trường chuyển nhượng. Jurgen Klopp tiết lộ bến đỗ mới sau khi rời Liverpool. Trong buổi phỏng vấn với Liverpool Echo hồi tháng 7 năm 2023, huấn luyện viên Jurgen Klopp từng tiết lộ bản thân muốn dẫn dắt tuyển Đức sau khi rời Liverpool. Trước đó trong buổi chiều hôm nay, Klopp đã khiến cổ động viên bóng đá bất ngờ khi thông báo sẽ rời Liverpool vào cuối mùa này. Theo đó, chiến lược gia 56 tuổi tiết lộ ông cảm thấy không còn đủ năng lượng để tiếp tục dẫn dắt lữ đoàn đỏ trong tương lai. Ngay sau khi nhà cầm quân sinh năm 1967 thông báo quyết định rời bỏ The Kop, báo chí châu Âu đã có nhiều dự đoán về bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện viên của Jurgen Klopp. Và đội tuyển quốc gia Đức chắc chắn nằm trong danh sách này vì đích thân cựu huấn luyện viên Borussia Dortmund từng khẳng định dẫn dắt đội tuyển quê nhà sẽ là vinh dự lớn lao với ông trong tương lai. Trở thành huấn luyện viên trưởng của tuyển Đức thật sự là niềm ao ước lớn đối với tôi, Klopp nói với Liverpool Echo hồi tháng 8 năm 2023. Vấn đề là hiện tại tôi vẫn còn hợp đồng với Liverpool, lòng trung thành không cho phép tôi rời đội bóng lúc này.
dẫn dắt tuyển Đức rõ ràng là một công việc thú vị, nhưng tôi không chắc sau khi rời Liverpool, tôi sẽ thực hiện theo đúng mục tiêu. Tôi có nhiều lựa chọn trong tương lai. Hiện Julian Nagelsmann đang đảm nhiệm vai trò dẫn dắt đội tuyển Đức kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 9 năm 2023, nhưng cựu huấn luyện viên Bayern Munich vẫn chưa thể giúp cỗ xe tăng có phong độ ổn định. Thành tích của tuyển Đức tại kỳ Euro 2024 trên sân nhà sắp tới sẽ ảnh hưởng nhiều đến tương lai của Nagelsmann. Nếu chiến lược gia 36 tuổi không giúp nhà vô địch thế giới 2014 tiến sâu, rất có thể Liên đoàn bóng đá Đức sẽ liên hệ với Jürgen Klopp để thay thế Nagelsmann. Và đó là những thông tin nóng hổi nhất tại thị trường mùa đông 2024 trên khắp sân cỏ châu Âu cũng như trên toàn thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các số bản tin chuyển nhượng tiếp theo.